Hôm nay chúng ta sẽ đi cái buổi thứ tư. Buổi này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm ra cái vị trí cung tài lộc, cung quý nhân và cái cung tình cảm để chúng ta biết cách kích hoạt nó để mang lại những cái điều may mắn. Thì đầu tiên chúng ta cần cần kể một cái bảng tổng kết lại cái của cái gì vậy? Chúng ta sẽ tổng kết lại cái kiến thức của hai buổi vừa rồi trong một cái bảng tổng hợp. Quý nhân chúng ta có hai quý nhân một và quý nhân hai. Kẻ cái cột rộng ra chúng ta có này, giáp được lộc ở Dần, quý nhân ở Sửu và Mùi. Thì tôi muốn nói với các bạn Dần nó nằm ở đâu? Dần nó nằm ở góc là Đông Đông Bắc. Đông Đông Bắc. Có số đo là 60 độ. Ở 60 Sửu là góc đông bắc. Số đo của Sửu là 30 độ. Hôm nay cái gì này nó bị làm sao nhỉ? Mùi là ở phía Nam Tây Nam, nó là 210 độ. Ất được lộc ở Mão. Mão là phía Đông 90 độ. Quý nhân của Ất là Tý, 0 độ. Và thân nó nằm ở 275 độ, 240 độ. Bính quý nhân ở Tỵ 150 độ. Quý nhân của Bính là ở Dậu 270 độ. Hợi
330 độ. Đinh quý nhân ở Dậu và Hợi, Thiên Lộc ở Ngọ 180 độ. Mậu, Thiên Lộc ở Tỵ, quý nhân ở Sửu và Mùi. Canh quý nhân cũng ở Sửu và Mùi. Canh thì Thiên Lộc ở Thân. Thì quý nhân ở Ngọ. Và Thiên Lộc ở Thân và Tý. Tân thì quý nhân ở Dậu, Thiên Lộc ở Dậu. Quý nhân ở Dần Ngọ. Nhâm Lộc ở quý nhân ở Mão và Tỵ. Quý Lộc ở Tý. Và quý nhân ở Mão và Tỵ. Đã, chúng ta hoàn thành cái bảng này cho tôi. Chia sẻ màn hình. Đây, chúng ta hoàn thành cái bảng này. Không biết là cái PowerPoint hôm nay sao nó cứ share màn hình là nó lại cứ xóa nhằng nhịt lên thế nhỉ?
Mọi người ghi xong chưa? Rồi. Con này. À. Nay bị rồi. À, đây là cái hình cái la bàn. Trên cái vòng tròn này có 360 độ và được chia thành 24 phần khác nhau. Mỗi phần như vậy là 15 độ. Và chúng ta thấy trên cái la bàn này người ta cũng đã chia là tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Thì cái số đo mà tôi cho mọi người ghi ở trên bảng chính là số đo tâm của mỗi khẩu độ này. Ví dụ dần 60 độ thì chúng ta thấy ở trên cái la bàn ấy thì thực tế là dần nó trải dài 15 độ và 60 độ là tâm của dần.
À, thế thì chúng ta được phép lệch trái lệch phải ra mỗi bên là khoảng 15 độ nữa, à, mỗi bên khoảng 7 độ nữa. À, tương tự như vậy, tí là 0 độ thì chúng ta được phép lệch sang bên trái bên phải mỗi bên 7 độ nữa. Thế thì từ cái này chúng ta sẽ có một cái phương pháp để mà đi đi tính các cái cách đo căn nhà của mình để tìm ra cái cung thiên lộc và quý nhân. À, tôi lấy ví dụ đây là căn nhà của chúng ta, căn nhà hình chữ nhật hoặc là căn phòng. Đó. Đây là căn nhà hoặc căn phòng. Thì đầu tiên ấy, chúng ta cần định một cái điểm tâm. À, cái tâm của cái căn hình nhà hình chữ nhật thì thông thường là nó là giao điểm của hai đường chéo, hoặc là chúng ta có thể căn cứ vào các cái đường chỉ gạch, các cái đường chỉ gạch, gạch bông, gạch hoa để chúng ta xác định cái tâm của nhà mình. À, ví dụ cái nhà này tâm nó ở đây, tâm nó ở đây. Thế thì chúng ta sẽ dùng bước 1 là chúng ta xác định được tâm tâm nhà hoặc tâm phòng. Bước 2 là chúng ta cầm cái la bàn, chúng ta đi vào giữa cái tâm này, tâm này. Ví dụ nhà người này là hướng tây bắc, tây bắc, nhưng mà cụ thể là 300 độ tây bắc, nhưng cụ thể là 300 độ. Thế thì 300 độ thì chúng ta đo đấy, thì chúng ta phải quay cái la bàn. Giả sử cái hướng nhà là phía trên nhá, thì 300 độ nó là chính giữa cái cung của tuất đấy, thì chúng ta phải đo như vậy. Thì đây là cái hướng nhà này đã. Ví dụ cái nhà như vậy thì cái này là 300 độ. Giả sử cái nhà này là hướng tây bắc và chúng ta đo được là 300 độ, thì cái này chúng ta có thể dùng la bàn ở trên điện thoại cũng được. Lớp này thì tôi chỉ yêu cầu thế thôi, còn những cái lớp khác mà dạy sâu ấy, thì tôi yêu cầu là các bạn phải dùng la bàn chuyên dụng. Lớp này thì chúng ta không phải là chuyên nên có thể dùng cái la bàn điện thoại. Khoan, nó lại mất. Thế thì sau khi mà xác định được nhà rồi thì bây giờ mình cần phải chia chia các cái khu vực ra, chia khác khu vực ra. Thì bây giờ ví dụ như chủ nhà là tuổi Mậu, mình cần xác định cho người tuổi Mậu. Tuổi Mậu thì chúng ta thấy Mậu thì thiên lộc lộc ở tỵ, cho nên chúng ta sẽ tìm tỵ ở trên cái nhà này. Thì chúng ta thấy là tỵ nằm ở đâu, tỵ nó sẽ nằm ở đây. À, từ tâm nhà chúng ta sẽ chiếu ra cái góc. Từ tâm nhà chúng ta sẽ chiếu ra một góc như sau.
Đấy, trong cái bảng tôi ghi là tị là 150 độ. Thì khi chúng ta chiếu ra 150 độ thì nó nằm ở trong cái khoảng này. Chúng ta tìm một cái đây 150 độ. Và chúng ta được phép du di sang bên trái bên phải mỗi bên khoảng 5 độ. Đây là 150 độ. Chắc là tôi sẽ cho cái đáp án nó nhỏ tí. Độ. Đó. Thế thì cái góc tường của tị là từ 150 độ này mà lệch trái lệch phải ra khoảng 7 độ. Thì toàn bộ cái ô này chính là cái cung thiên lập của người tuổi Tỵ, tuổi Mậu. Đó, thế toàn bộ cái khoảng này. Thì toàn bộ cái ô này là cung thiên lộc của người tuổi Tỵ, tuổi Mậu. Cái cung này ấy, nếu mà nó rơi vào những cái như nhà vệ sinh hoặc là bể phốt hoặc là tủ giày dép, tức là những cái nơi bẩn thỉu ô uế, thì rõ ràng tài lộc của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, tài lộc của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm tiếp cái quý nhân của người tuổi Mậu. Quý nhân của người tuổi Mậu là nó sẽ nằm ở đâu? Mậu là quý nhân ở Sửu và Mùi. Như vậy chúng ta sẽ tìm Sửu và Mùi. Mùi nó nằm ở đây. Sửu nó nằm ở đây. À, Sửu là 30 độ. 30 độ. Còn Mùi là 210 độ. Đó. Thì sau khi mà xác định được cái tâm của cái cung Sửu hoặc cung Mùi thì chúng ta bắt đầu được phép là để lệch ra hai bên trái phải. À, mỗi bên khoảng độ 7 độ là ok. Đấy, thì chúng ta kéo ra góc tường. Chúng ta kéo ra góc tường. Thế thì chúng ta sẽ xác định được hai cái cung quý nhân của cái ông tuổi Mậu này. Đó. Như vậy là chúng ta xác định được ba ô của người tuổi Mậu. Sau khi xác định được ba ô này thì chúng ta bắt đầu là kiểm tra xem là nó có bị vướng cái gì không, vướng cái gì không. Nếu mà những chỗ này vướng phải những cái công trình hoặc những cái vật dụng mà có tính chất âm khí, bẩn thỉu, lộn xộn, ẩm ướt, u tối,
thì chúng ta cần phải dọn ngay. Nếu càng để lâu thì nó càng bất lợi, càng để lâu nó càng bất lợi. Sau khi mà dọn xong thì chúng ta sẽ kích hoạt vào đó. À, chúng ta ghi chúng ta cách kích hoạt cung quý nhân và tài lộc. Bước 1. Xác định tâm nhà hoặc tâm phòng hoặc là tâm cửa hàng. Bước 2. Sử dụng la bàn. Sử dụng la bàn. Để xác định cung quý nhân và thiên lộc. Để xác định cung quý nhân và thiên lộc. Kéo thẳng ra góc tường. Kéo thẳng ra các góc tường hay ra các mép tường. Lưu ý rằng số đo của cung quý nhân tài và tài lộc theo bảng ở trên được phép lệch sang trái và phải. Tức là độ xê dịch ấy, độ sai lệch ấy, được phép dịch sang trái và phải mỗi bên khoảng 7 độ. Mỗi bên khoảng 7 độ. Sẽ tìm được khu vực quý nhân tài lộc. Của cá nhân. Sau đó cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Ngăn nắp gọn gàng, khô ráo. Sử dụng một trong những cách sau đây. Để kích hoạt năng lượng. Để kích hoạt năng lượng. Một là tăng cường ánh sáng vào các cung đó. Tăng cường ánh sáng thì chúng ta có thể là thêm lắp thêm bóng đèn hoặc là lắp điện sáng lên.
Hai là chỗ đó chúng ta có thể đặt vào một chậu cây tươi to lá. Đặt vào một chậu cây tươi to lá. Ba là chúng ta có thể đặt bàn thờ thần tài. Chỗ đó chúng ta có thể đặt bàn thờ thần tài. Chúng ta cũng có thể đặt két Chúng ta cũng có thể đặt két sắt. Chúng ta cũng có thể đặt vào đó bàn làm việc. Hoặc đặt vào đó vật phẩm phong thủy khác như là hưu chiêu tài, đặt vào đó hưu. Hoặc là cốc thiềm thừ, cốc ba chân hoặc là cốc thiềm thừ ba chân, hoặc là voi tài lộc, hoặc là voi tài lộc. Hoặc là hồ lô. Hồ lô. Hoặc là bảo bình chiêu tài. Hoặc là bảo bình chiêu tài. Thế thì chúng ta dùng cách nào cũng được, hoặc tổng tất cả các cách đó cũng không sao. Hoặc là chúng ta đặt vào đó thêm một cái vật phẩm nữa là long quy. Long quy. Long quy và tranh bát mã hoặc tượng bát mã. Thì như vậy long quy và tượng bát thì nó sẽ giúp cho chúng ta dẹp bỏ được những cái tiểu nhân, những cái thị phi. Còn những cái vật phẩm mà trước đó là nó liên quan đến việc chiêu tài chiêu lộc. Ngoài ra có một vật 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 phẩm nữa rất là hay là cái chuỗi dây hồ lô ngũ đế. Chuỗi dây hồ lô ngũ đế cũng có tác dụng chiêu tài hóa sát rất mạnh. Đây là những cái cung thiên lộc và quý nhân của cái ông tuổi Mậu.
Ngoài cái tuổi Mậu ra thì chúng ta có thể lấy cái can của ngày sinh ông nó nữa, có thể can nhâm, can quý gì đó, thì chúng ta lại tìm ra được 6 cái vị trí khác ở trong nhà, hoặc là trong cửa hàng kinh doanh, hoặc là trong công ty. Thì cái cách mà kích tài lộc như thế này là chúng ta đang lấy đối tượng để gắn vào, đó là nhân. Hôm qua tôi có nói 8 cái chữ của ngày tháng năm sinh nó giống như 8 cái đầu trời của căn nhà mà Thượng Đế đã trao tặng cho ta. Thì hôm nay chúng ta cụ thể hóa những cái đầu trời đó. Hôm qua là chúng ta cắm nó vào cái sợi dây thứ nhất, là cắm vào những cái mối quan hệ là tuổi Thiên Lộc Quý Nhân. Thứ hai là chúng ta cắm cái đầu trời đó vào những ngày Thiên Lộc Quý Nhân để chúng ta đi làm ăn. Và hôm nay chúng ta lại cắm cái đầu trời đó vào cái nhà mình, là kích cái năng lượng của cái nhà mình mà nó đang gắn với cái của mình nha. Cùng một là cái ổ chờ đó, cùng đầu chờ, nhưng ta nối cắm vào các cái thiết bị khác nhau. Chúng ta làm nhiều, cắm càng nhiều vào thì cuộc đời nó càng lộng lẫy, căn nhà nó càng lộng lẫy, cuộc đời nó càng may mắn. Nhớ là cả ba cái cung này nó có giá trị như nhau, nó có giá trị như thì còn đây là những cái biện pháp rất đơn giản mà tôi có thể giúp cho anh chị em có thể thực hành ngay được, áp dụng vào chính nhà mình. Đây là những cái vị trí tài lộc riêng dành cho cái ông chủ nhà đó thôi. Nhưng mà cái này nó chỉ là cái giải pháp, nó có tính chất là nhẹ nhàng và tạm thời. Còn có những cái chỗ nó kích tài lộc nó mạnh mẽ hơn nữa, và nó có thể kéo dài hàng chục năm. Thì đấy là cái phương pháp mà tính tài lộc theo cái lá số của mảnh đất. Thì cái này chúng ta chưa học được. Cái này chúng ta đang lấy một vài cái chữ trong lá số của đời người để xem thử là mình gặp may ở chỗ nào. Tức là đối tượng nghiên cứu là con người. Còn những cái lớp phong thủy khác của tôi thì tôi lại hay lại dạy thêm là cái đối tượng nghiên cứu sẽ là mảnh đất, là căn nhà. Lại phải lập một cái lá số của mảnh đất đó, của căn nhà đó. Rồi tìm trong những cái biến số của lá số mảnh đất căn nhà để tìm ra cái cung tài lộc của mảnh đất, thì cái đó nó có giá trị mạnh mẽ hơn cái này, bởi vì cái đó nó giúp được cho tất cả các thành viên trong nhà, còn cái này thì giúp một một người thôi. Lấy của người nào thì áp dụng cho người đó. Còn cái cung tài lộc của mảnh đất, của căn nhà hay của ngôi mộ thì nó có thể giúp cho cả gia đình, thậm chí giúp cho cả dòng tộc. Thì cái đó chúng ta không có cái thời gian nghiên cứu ở trong cái lớp này, bởi vì nó tương đối là sâu. Tất nhiên là chính vì nó sâu nên cái công dụng của nó rất là mạnh, mạnh gấp nhiều lần cái cách này. Nhưng cách này thì dễ làm và ai cũng có thể làm được. Chúng ta đang là cái đối tượng phổ cập những cái kiến thức cơ bản, cho nên tôi cố gắng dạy những thứ gì mà nó mì ăn liền, nhanh gọn, cầm tay chỉ việc. Còn những cái chương trình như của đất thì chúng ta phải học rất là dài. Rồi bên cạnh hai cái góc độ là cung Thiên Lộc và cung Quý Nhân thì ở đây chúng ta có thể sử dụng thêm. Hôm qua chúng ta có cái cung tình cảm, thật ra bản chất nó là cung đào hoa, nhưng tôi không dùng đào hoa thì hôm nay tôi sẽ dùng thêm cái chữ đào hoa, cũng là cung tình cảm. Giả sử ông này tuổi Mậu này là Mậu Ngọ 1978, Ngọ, thì cái ông Mậu Ngọ này dần ngọ tuất đào hoa, tức là cung tình cảm ở Mão,
Cho nên chúng ta sẽ định tìm tiếp cái mão. Người tuổi ngọ này thì cái cung tình cảm hay cung đào hoa nó nằm ở mão. Đó. Thì chúng ta lại tìm tiếp ra cái cung mão. Mọi người vẽ cái hình này vào nhá. Cần phải có hình minh họa. Không có bây giờ hiểu rồi nhưng mai lại quên, không làm được đâu. Mão là 90 độ. Cái cung Mão này này, nếu mà bẩn thỉu thì vợ chồng sẽ gặp trục trặc. À, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Nếu mà nó sáng sủa sạch sẽ thì tình cảm sẽ tươi tốt. Và chúng ta cần phải sau khi xác định được cái cung này gọi là cung đào hoa thì chúng ta đặt vào đây một bức tranh hoa mẫu đơn hoặc một chậu cây to lá hoặc một chiếc bình hồ lô để hóa giải những cái mâu thuẫn xung đột gia đình. Nếu mà những người làm kinh doanh thì cung đào hoa này nó còn có tác dụng khi chúng ta kích hoạt, còn có tác dụng làm cho đông khách, khách hàng đông hơn, đến nhiều hơn. Này, chúng ta vừa kích cung đào hoa để được đông khách, kích cung thiên lộc quý nhân để bán được nhiều hàng. Nhưng tôi lưu ý mặt trái của khi kích cung đào hoa thì nó cũng đào hoa thật theo nghĩa đen là sẽ được nhiều người thích. Còn mình có thích người người khác không thì lại là câu chuyện chuyện khác. Đào hoa nó không phải là lăng loàn, lăng nhăng hay đa tình, mà đào hoa có nghĩa là được nhiều người thích. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Hoa mà không ai hái là hoa có độc. Gái mà không ai trêu là gái vô duyên. Cho nên đã làm hoa, đã làm nữ, con gái thì có nhiều người thích, có nhiều người trêu, chứng tỏ là có duyên. Chứ còn đào hoa không phải là mình đi tìm người khác nhé. Còn những người mà làm văn phòng, không buôn bán gì cả. À, làm văn phòng mà kích cung đào hoa thì cũng giúp cho tình cảm nội bộ cơ quan được hòa thuận với mình. À, nhiều ông nhiều chị là bị cô lập trong chính cái cơ quan của mình hoặc là bị thị phi, bị sách mé, bị ghét, thì khi chúng ta kích cái cung đào hoa này ở văn phòng thì những cái mâu thuẫn đó nó sẽ được hóa giải. Còn kích ở nhà thì vợ chồng sẽ yêu nhau nhiều hơn, thắm thiết hơn. Kích ở công ty thì tình cảm đồng nghiệp sẽ được êm dịu. Kích ở cửa hàng thì sẽ mua may bán đắt hơn. Đó.
Thế còn ở cơ quan hoặc ở cửa hàng mà cái cung đào hoa lại đúng cái nhà vệ sinh rồi thì vất vả lắm. Thế tương tự như vậy chúng ta có cách làm với những cái tuổi khác. Cái phần này nhìn thì tưởng là dễ nhưng mà nhiều người khi bắt tay làm thì lúng túng, đặc biệt là cái phần mà đo đạc làm sao để xác định đúng cái cung đào hoa thiên lộc quý nhân. Có ai chưa rõ về cách làm không? Em thưa thầy, cho em hỏi một tí ạ. Nếu mà giả sử như kiểu một trong cái cung này, cung thiên lộc hoặc là kỵ nhân hoặc đào hoa mà nó đúng ngay cái cửa ra vào của mình ấy, thì mình xử lý thế nào vậy ạ? Nhất là nếu mà đúng cửa ra vào thì cũng là cái tốt. Thế thì hai bên cửa mình nên đặt hai cái chậu cây. Không nghe tiếng thầy ơi. Em vẫn nghe được. Mình nên đặt Vẫn nghe mà. Nghe được. là mất tiếng rồi thầy ạ. Nghe được chưa? Tiếng Dạ bé được quá rồi. này, có gì nữa. Em Nghe vẫn được nghe rồi. thấy thầy ơi. Vẫn nghe thầy Em vẫn ơi. nghe được mà. Em vẫn Em nghe vẫn được sao ạ. bình thường. Mạng đấy. Thầy ơi, thầy cho em hỏi là ví dụ như nhà em là hướng Tây Nam mà em đang là tuổi Mậu Ngọ thì kiểu cái cách tính của thầy đây là cái bản phong thủy này đang ở cái hướng Tây Bắc. Thế nhưng mà nếu ví dụ như hướng của em là hướng Tây Nam thì cũng là hướng quý nhân đấy thì nên đặt những cái gì nhỉ thầy nhỉ? Lúc nãy nói giờ, lúc nãy giờ nói rồi mà. Đấy, À để rồi thầy rồi. hướng dẫn từ nãy giờ đấy. Quay Thầy ơi, qua mình đi tham gia đôi thầy xem nói vào lại năm cái rồi. chỗ mà Mình sẽ thấy. các cái cung này nó vào trúng cái chỗ cửa ra vào đi ạ. À? Nếu mà các cung đó mà trúng cửa ra vào, cung đào hoa mà trúng cửa ra vào thì chắc chắn mình sẽ đào hoa. Mình Cũng đến đúng cửa ra vào đấy. đào hoa ở nhà. Không, Đào hoa đào hoa là ở nhà. được Tốt, hàng nhưng xóm đâu có thích. phải là đúng Đào rồi, hoa là không được nghĩ hàng xóm thích chứ không có nghĩa là mình đi thích hàng xóm. là Nhá. Nhớ là cái này. Ê, cho chỗ em đấy hỏi nhà vệ à. sinh thì sao rồi đây? Cho em hỏi chỗ đấy mà nhà là nhà vệ sinh thì sao ạ? À? Nhà vệ sinh thì nên hạn chế sử dụng, luôn luôn giữ khô ráo, sạch sẽ, sáng sủa, thơm tho ở trong nhà vệ sinh. Không được để quần áo chất đống rồi hôi thối rồi ẩm mốc trong đó thì nó càng phức nhé. Và vẫn kê vật phẩm phong thủy vào đấy được hả thầy? Vẫn treo bình thường. Dạ vâng. Thế còn Thầy cho em đúng biệt. nếu mà nó trúng vào cái cửa Đúng nhà mình ấy, thì hai bên cửa nên nên đặt cây xanh, hai chậu cây cảnh hoặc là đặt hai con tỳ hưu hai bên, hoặc Cho em là hỏi các cung khác thì cung đầu. Dạ cho ờ, hỏi thầy là cho em hỏi. chúng chúng bị phốt thì sao thầy? Được thôi. Hốt ở Nếu bên dưới mà rồi chúng bị phốt rồi á thì nói chung là nó rất là xấu. Thì bị phốt thì có thể treo một cái dây hồ lô ngũ đế ở bên dưới bị phốt. thầy cho em hỏi ạ. Alo ạ, thầy cho em hỏi ạ. Nói đi. Cho em hỏi là trên một ngôi nhà ấy, thì xây rất nhiều chia ra các phòng ngăn thì mình xác định tâm là mình xác định tâm ở phòng khách hay là tâm của cả cái ngôi nhà đấy ạ? Nếu mà là chủ nhà, nếu mà Vâng. muốn kích cho chủ nhà, quan trọng là muốn kích cho Vâng. người nào đã. Giả sử mình là chủ nhà Chủ nhà. thì mình kích có hai Chủ cách. nhà vâng ạ. Cách một là tính toàn cục của cái nền nhà nhá. Vâng.
Nếu mà tính toàn cục như vậy mà những cái chỗ cần kích nó bị vướng thì chúng ta có thể kích trong cái phòng khách thôi. Thế lúc đấy là chuyển cái tâm nhà này thành tâm cái phòng khách. Tâm lấy tâm phòng khách cũng được. Còn nếu mà kích cho một cá nhân trong nhà, ví dụ nhà có nhiều người ở mà mỗi người lại có cái phòng riêng thì tính tâm của cái phòng riêng đó thôi và kích trong cái phòng đó thôi. Dạ. Cảm ơn thầy. Cho em hỏi thêm ạ. Cái ví dụ kích trong phòng ấy thì cái hướng của phòng thì tính là hướng của cửa ra vào hay là tính của hướng của theo ngôi nhà? Thật ra là hướng phòng nó không quan trọng, bởi vì cái kim la bàn nó luôn chỉ bắc nam cố định trong cái phòng đó. Vâng. À, bởi vì cái cung này ấy, thì nó không phụ thuộc vào hướng nhà hay là hướng phòng. Thấy chưa? Đấy là chỉ cung nào mà nó còn là cung các cung khác, cung của các tuổi khác thì cung đào hoa rơi vào cái chỗ nào vậy? Cung đào hoa em cắm cả. Em hỏi chú thầy. Em hỏi chú được phải không? Rồi. Dạ, chú thầy tức là cái tấm ngủ nhà thì nếu như một cái vườn của mình nhé, nó hình tâm hình chữ nhật, nhưng mình xây không hết. Thì mình lấy cái phần sấy hay cái phần tấm của nhà, lấy của cái vườn hay lấy tâm của ngôi nhà, chỉ tính phần nhà thôi, phần có tường xây lên nhá. Vâng. Tức là nếu như mình trừ phía trước là mình bỏ phần trước đi. Rồi. Không tính phần đất ở ngoài, chỉ tính cái móng nhà. Thầy ơi em hỏi với ạ. Thầy ơi thì hiện tại thì nếu như theo như cái tính á thì mình sẽ có là 6 cái vườn thiên lộc của quý nhân, thì nếu mà kích thì mình phải kích cả 6 điểm đấy hay mình chỉ cần một trong 6 điểm thôi ạ? Tùy mình thôi. Đây là toàn là thuốc bổ, bao nhiêu thì bao nhiêu. À thế ạ. Thế ví dụ như mà một trong những điểm đấy nó bị chặn đúng vào cái vị trí xấu ấy ạ, mà mình kích một cái điểm khác kia thì có được không ạ? Hay là mình phải vừa kích điểm kia và lại vừa phải chấn ra điểm xấu ạ? Đã nói là bây giờ là cái này nó là thuốc bổ, uống cái gì thì bổ cái đấy, không uống được cái nào thì không bổ cái gì cả. Cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà bây giờ tôi lưu ý thêm này, sau khi mình xác định được địa điểm rồi, vị trí rồi, vật phẩm rồi thì chúng ta cần phải xác định ngày giờ. Vâng, ngày giờ lại ngày giờ để thực hiện. Ngày thì chúng ta dùng ngày thiên lộc hoặc quý nhân. Vâng. Chúng ta dùng ngày thiên lộc hoặc quý nhân. Giờ thì trong cái ngày đó chúng ta dùng đại an hoặc tiểu cát. Vâng. Đâu? Đại an hoặc tiểu cát. Thế thì cái này là alo, cái phép là thiên địa nhân hợp nhất. Nhân ở đây chính là chúng ta lấy cái can hoặc cái chi của người để tính là nhân. Làm cho nó mát cái vừa làm vừa đóng là không sợ này. Mọi người tắt mic đi. Alo thầy ơi cho em hỏi ạ. Từ từ đã để tôi nói xong đã. Mọi người tắt hết mic đi. Đã. Nhân ở đây là cái can cái chi mà chúng ta lấy ra của người để tính. Ai đấy cái mí này không bị vỡ cái nồi vỡ cái kia. Nhân ở đây là chúng ta lấy cái can hoặc chi của người để tính. Từ cái nhân đó chúng ta mới tính ra được cái địa là cái cung nào là cung thiên lộc, cung nào là quý nhân, cung nào là đào hoa. Như vậy địa chính là không gian. Và cái thứ ba chính là thời gian là thiên, là chúng ta chọn cái ngày nào giờ nào để thực hiện mới có tác dụng. Chứ còn ngày bình thường giờ khác bình thường chúng ta thực hiện nó không có tác dụng đâu. Đây là công thức để điều chế thuốc bổ, nó phải đủ 3 thành phần như vậy nhá. Thế thì tại sao thiên lại là thời gian? Bởi vì chúng ta có ngày, có đêm, có mùa, có màng, có giờ, có phút là nhờ sự vận chuyển liên tục của bóng tối và ánh sáng luân phiên nhau.
mà bóng tối với ánh sáng thì được sinh ra giữa những vật phát sáng, ví dụ như mặt trời. Và cái sự các cái quy luật vận động tương tác lẫn nhau giữa các tinh cầu, ví dụ như sự trái đất chỉ một ngày quay một vòng 365 vòng thì hết một vòng quanh mặt trời, tức là mất một năm. Cho nên tôi mới nói là trời sinh ra thời gian, tức là sinh ra bóng tối và ánh sáng, sinh ra những quy tắc vận hành các quỹ đạo luân chuyển của các tinh cầu, cho nên mới tạo ra giờ khắc phút mùa màng năm tháng, trung vận, đại vận, tiểu vận. Cho nên thiên là thời gian, địa là không gian, và nhân là con người. Nếu ba cái đó làm được như tôi vừa nói thì thiên địa nhân sẽ được hợp nhất, và khi nó được hợp nhất thì năng lượng sẽ được kích hoạt. Lúc đó vị trí phong thủy đó, vật phẩm phong thủy đó nó mới có công dụng nha. Còn thiếu đi một trong hai cái đó thì cũng vứt đi. Nhớ kỹ cho tôi cái việc đó. Không phải thích là dọn ngay, làm ngay đâu. Đến ngày, đến giờ mới làm được. Rồi, bây giờ hỏi tiếp đi. Alo, thầy ơi, cho em hỏi ạ. Thầy ơi, cái tuổi Mậu Ngọ làm sao mình xác định được cung đào hoa là Mão à thầy? Buổi hôm trước em có học không? Dạ có ạ. Có mà sao lại... Dần Ngọ Tuất, những người tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất thì đào hoa tại Mão. Dần Ngọ Tuất, đúng không? Hôm nọ không ghi à? Hôm qua không ghi à? Những người tuổi Thân, Tý, Thìn thì đào hoa ở Dậu. À, đây là không ôn bài rồi, không học xong trừ thầy lại. À rồi, ok ok, hôm qua tôi có nói đúng. Thích thôi thầy, thích cắt góc thôi thầy. Đúng, hôm qua tôi chỉ nói là ở phía Nam thôi. Ha, phía Đông, phía Nam, phía Đông, phía Tây, phía Bắc, bởi vì hôm qua chúng ta chưa học cái này. Thì bây giờ tôi lại đính chính lại, bổ sung lại cái phần kiến thức hôm qua. Phía Nam mà tôi nói hôm qua, Dần Ngọ Tuất. Dần Ngọ Tuất đào hoa ở phía Đông thì ứng với bài này sẽ là cung Mão. Ghi thêm vào như vậy. Dần Ngọ Tuất đào hoa tại Mão, mở ngoặc chính Đông. Thân Tý Thìn đào hoa tại Dậu, mở ngoặc chính Tây. Thầy ơi, thầy nói lại đúng không thầy? Dần Ngọ Tuất đào hoa tại Mão, cung Mão là chính Đông. Thân Tý Thìn đào hoa tại Dậu là chính Tây. Hợi Mão Mùi đào hoa tại Tý là chính Bắc. Tị Dậu Sửu đào hoa tại Ngọ là chính Nam. Rõ chưa? Đấy, thầy nói lại ở Tị Dậu Sửu mới ạ. Tị Dậu Sửu đào hoa tại Ngọ. Đào hoa tại Ngọ. Hơi Mão Mùi ở đâu thầy? Là chính Nam. Hợi Mão Mùi là đào hoa ở Tý, chính Bắc. Đúng ạ. Dần Ngọ Tuất là ở đâu thầy? Dần Ngọ Tuất là Mão. Mão chính Đông. Chính Đông. Thân Tý Thìn là đào hoa tại Dậu. Thân Tý Thìn ạ. Đào hoa ở Dậu, chính Tây. Dạ. Chính Tây, ok thầy. Chính Tây. Rồi ạ, cảm ơn thầy. Rồi, còn ai chưa rõ không? Hợi Mão Mùi nữa thầy ơi. Đào hoa ở Tý, chính Bắc. Chính Bắc.
Vâng, cho em hỏi tí thầy ạ. Ừ. Hỏi đi. Vâng, thưa thầy, như cái hồ lô mình dùng thì dùng hồ lô bình thường hay là dùng hồ lô bát tiên ạ? Và khi mình dùng thì đậy nắp hay là mở nắp này? Hồ lô, nên dùng hồ lô bát tiên. Dùng thì đậy nắp. Hoặc là hồ lô bình thường, ai không có tiền thì mua hồ thì dùng hồ lô quả hồ lô khô ấy. Em thầy, thầy cho em hỏi trên cái na bàn của thầy ạ, thì không độ bắt đầu tính từ tây bắc à thầy? Không độ là chính bắc, chứ sao đang định hỏi từ tây bắc chính bắc ạ? Vâng. Thầy cho em hỏi với ơi. Hỏi đi. Thầy cho em hỏi ạ. Hỏi đi. Khi mình lấy la bàn để xác định bốn cái cung tình cảm đó thì mình để cái kim là trùng vào hướng chính bắc à thầy, hay là thế nào? Cái kim la bàn ấy, kim la bàn luôn luôn là nó chỉ về phía nam, và đuôi la bàn luôn luôn chỉ về phía bắc, gọi là kim chỉ nam ấy, bởi vì nó là lấy theo cái nam châm từ trường của vâng. trái đất bắc nam. Tức là mình để trùng luôn vào không độ luôn đấy hả thầy? Kim la bàn thì là sẽ vào 180 độ. Còn đuôi la bàn... Tức là cái kim chỉ hướng nam là 180 độ. Đúng rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi. Thầy ơi cho em hỏi với ạ. Hỏi đi. Em xin phép hỏi trước. Thầy ơi, hôm trước em xem YouTube của thầy thì có để cái hũ muối và 6 cái đồng xu. Cái đấy là cũng kích tài lộc được đúng không thầy? Cái đó cũng kích tài lộc. Đúng không? Đấy là để vào cái cung quý nhân hoặc là thiên lộc là được đúng không thầy? Không, cái đó lại kích theo kiểu khác, không phải cung quý nhân tài lộc, nó lại chạy theo cái sao của tháng. Thế thầy cho em hỏi chút ạ. Nói chung cách đơn giản nhất là chúng ta cứ sắm cho tôi vài cái chậu cây cảnh, cây xanh, cây vạn niên thanh, đặt vào cung quý nhân thiên lộc là cách dễ nhất. À, vừa đẹp nhà lại vừa hiệu quả. Cây phát tài được không thầy? Được. Đừng có trồng cái xương rồng vào đấy. Dạ thầy. Tốt thế nào hết. Hỏi đi. Em hỏi chú thầy, tức là nhà phố thì thường thường là cổng cũng xây và hàng rào trước cũng xây, cho nên cái cổng hàng rào được tính vào nhà không thầy? Không. Cảm ơn thầy. Cái đó cái cổng thì cho em hỏi chút thầy ơi, cổng thì nó tính vào một cái gọi là khí khẩu, cái đó là nó liên quan đến cái lá số của mảnh đất, xem thì cái sao nào nó chiếu vào cổng nó tốt hay không tốt. Nếu mà nó tốt thì nó tốt về cái gì, nếu nó tốt về tiền tài ấy, thì nó sẽ phát tài, nó tốt về nhân đinh thì nó sẽ phát về nhân đinh. À, cái đó nó nằm kiến thức sâu của cái lớp phong thủy dương trạch cơ, không phải của lớp này. Mấy lớp đó nó mới đã, nó mới sướng, mới á. Rồi không, thì cho em hỏi chút ạ. Hỏi đi. Mấy cái này, cái sơ đẳng quá. Đừng có lấy đi, thầy toàn nói về đất nhà ở thôi, còn bây giờ là ví dụ chung cư thì mình tính theo cái tâm như nào thầy? Cái này cũng tính theo phòng chung cư thôi. Đâu. Nhưng mà điều cái là chỉ cần nói hoàn toàn là mình biết à. Là lấy phần khác cho thầy. Nhưng mà có làm mình biết là bàn là cái gì rồi. Tắt mic đi cái. Tắt mic đi. Alo thầy. Thầy cho em hỏi. Lớp hỏi, con thấy mình nghe thôi. Em mở biết tắt mic đi.
đề nghị là mọi người tắt hết mic cá nhân đi đã, khỏi là âm thanh của gia đình nó lẫn vào lớp. Xong rồi đến lượt ai hỏi thì lúc mới bật cái mic của mình lên, bật xong nói xong thì tắt ngay cho tôi. Rồi hỏi đi. Thầy cho em hỏi lốt à. Khi cái phòng thì thầy bảo là lấy theo phòng, thì giờ em lấy theo phòng khách hay là hai phòng nào thầy? Một lấy toàn toàn cục của nhà, mà nhà không lấy được thì lấy phòng khách thôi. Không, ý em ở chung cư thì bây giờ các phòng nó giờ mình không phân được theo cái tâm của toàn cục của căn phòng ấy. Thì bây giờ lấy cái tâm của phòng nào là chính? Phòng khách. Lấy phòng khách ạ. Vâng. Cái này cái la bàn thầy vừa bảo là lấy theo hướng bắc ấy, thì là lấy từ 0 độ, thì em thấy là cái nếu mà thầy vẽ cái về chỗ mậu ngọ ấy thì là 30 độ là phải khoảng cách phần tư thứ nhất chứ. Thì sao? 3 phần tư với lại cái 90 độ là góc ở bên trên. Đây là bên xuống bên dưới của cái góc phần tư thứ hai rồi đấy. Không, chúng ta đừng có hình dung là cái nhà nó luôn luôn nằm trục Bắc Nam, mà nó có thể nằm bất kỳ cái hướng nào. Tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ minh họa thế thôi chứ, để chúng ta hiểu cách làm thôi chứ. Vâng. Nếu cho em hỏi thầy, nếu mà một cái phòng nào riêng thì mình đặt cái phòng theo hướng nhà hay là hướng cái phòng đó thầy, hướng cửa phòng đó thầy? Mà cái này ông ấy nói đúng nên còn gì nữa. Ở phòng riêng thì tính lấy cái tâm cái phòng đó để tính tỏ nhau các không nhé. Anh sẽ làm theo ông ấy, không phải hỏi cầu thang còn theo gì. Hôm nào đấy nhỉ, tắt cái mic đi ngay nào. Nào còn ai hỏi gì nữa không? Thầy cho em hỏi một chút ạ. Thầy ơi, thì cái này kích này là kích theo từng tháng hay là kích một lần thôi là dùng là có thể cả năm được ạ? Kích cả năm, kích cái này là kích theo tuổi của người mà nó cố định, còn kích theo tháng thì nó lại kích theo vận đất thì nó lại kiểu khác. À vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em hỏi chút nữa thầy. Dạ thưa thầy, em đây chỉ thấy thầy nói về can của năm và của ngày, còn can tháng can giờ là thầy cứ nói đến liên quan đến gì vậy thầy? Căn tháng, căn giờ thì nó lại phụ thuộc vào căn ngày và căn năm. Yeah. Cho nên là nó lại là vệ tinh. Nếu như là căn ngày, căn năm nó giống như trái đất, thì căn tháng, căn giờ nó giống như mặt trăng ăn theo. Cho nên trọng số nó yếu. Nhưng mình vẫn áp dụng thêm, theo cái này vẫn được cái thầy à? Áp dụng vẫn được, nhưng mà nó không mạnh bằng ngày và năm. Vâng, dạ cảm ơn thầy. Tức là nếu như mình áp dụng thêm thì nó vẫn tăng sức mạnh thầy. Đúng. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy ơi, thầy cho em hỏi, hồi nãy thầy nói ấy, cái kim của la bàn á là cái mũi tên nó luôn luôn hướng bắc phải không thầy? Luôn hướng nam. Không biết sao cái điện thoại của em cái la bàn nó lại là cái mũi tên nó lại chữ hướng bắc, còn cái đuôi nó lại hướng nam. Cái mũi tên là không độ là chữ N là nọ, còn cái đuôi của nó lại là chữ S là hướng nam. Thế là cái la bàn đó cái... người ta làm cấu trúc ngược. Vậy thì mình phải cái ông lập phần mềm ông làm bị ngược. Không thế thì vậy có là... thể là không, có thể là người Việt làm thì người ta không phải là chữ S với chữ N đâu, mà là chữ Nam và chữ Bắc đấy. À, hôm nó ghi là chữ W là West. Chữ dùng tiếng Anh mà vẫn ngược đúng không? Dạ. Chữ N là hướng nọt, là hướng bắc, là cái mũi tên màu đỏ. Còn cái chữ F lại là cái đuôi. Vậy là nó sai hả thầy? Thế là sai. Nhà mũi tên luôn chỉ về phía nam. Dạ. Em hỏi một chút thầy. Đâu là bắc của mình đây này, nam đây này. Vậy là cái này của em coi vậy là cái sai rồi, phải lấy cái khác. Nó chính hỏi chính là bạn nó sai nhiều lắm. Đây là chính bắc. Hỏi thêm một chút ạ. Cái sắp về cái đấy đi.
Thưa thầy, nếu như một người mà cán năm và cán ngày á, nó trùng với cái thiên lộc của nhân 1 và của nhân 2 á, thì như vậy là cái số ngày trong tháng nó giảm xuống ít hơn là thầy? Đúng rồi. Số ngày nó giảm xuống nhưng mà công hiệu nó tăng lên vào cái ngày đó. À dạ vâng. Ông ăn vì, vì hai phát mà. Dạ đúng rồi, ví dụ như là người sinh năm Giáp, cán Giáp nhưng mà lại là cán ngày lại Mậu thì như được. Vậy là nó trùng nhau. Thế là đề về hai nháy đấy. Dạ. Thì lại nó giảm xuống số ngày tốt xuống. Nó giảm số ngày tốt xuống nhưng mà công hiệu của cái ngày đó thì nó lại tăng lên gấp đôi. À vâng, dạ cảm ơn thầy nhiều. Ừ. Dạ. Thế thì mình có áp dụng thêm căn tháng và căn giờ để mà tăng số ngày được không thầy? Có. Vâng, để em hỏi thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Thầy cho em xin hỏi ạ. Nói đi. Thầy cho em hỏi ạ. Rồi. Em ở cái cung tài lộc đấy mà em muốn treo cái cây vạn liên thanh thì treo lên hay đặt dưới đất thì tốt hả thầy? Tốt nhất là đặt dưới đất. Vâng ạ. Chỗ đấy mình đã đặt kép rồi. Vâng, em cảm ơn thầy. Hỏi thế mà biết rồi. Thầy có bán ghi na bàn không thầy? Dạ vâng thầy ơi, thầy cho em hỏi nhờ tí ạ. Ừ. Rồi. Vâng, dạ vâng thầy ơi, em Mậu Thìn thì hướng nhà là hướng chính đông ạ. Thì ở chỗ cái hướng mà ở cung Thiên Lộc ấy ạ, thì hiện tại nó đang vướng vào chỗ cái tủ giày, nhưng mà bởi vì cái chỗ đấy là cùng hướng với lại cầu thang ạ. Thì nếu mà đi từ ngoài nhà vào thì là bên tay trái. Thì em chuyển về phía đối diện. 4 đến 5 là em chuyển cái tủ giày về phía đối diện ạ, thì nó có vấn đề gì không ạ? Bởi vì nếu mà đi từ nhà vào thì nhìn thấy luôn là ngay cái tủ giày ạ. Nhà của em là nhà ống ạ. Chưa xong để mẹ chào thầy đã. Nếu mà tủ giày nó vào cung Thiên Lộc thì nên chuyển đi thôi. Cái đó có vấn đề gì đâu. Dạ vâng, thưa thầy là cái tủ giày vào cung Thiên Lộc, nhưng mà ý em là chuyển về cái phía đối diện ấy, thì mở cái cửa chính ra là vì nhà em là nhà ống thì nhìn thấy cái tủ giày luôn ạ. Thì theo cái hướng đi vào bếp thì nó chắn mất cái luồng kiểu dạng cái luồng khí đi từ ngoài nhà vào thẳng ở phía sau là phòng bếp ấy ạ. Thì nó có cuốn cái bẩn của tủ giày đi vào phía sau không ạ thầy? Sao lại để gì mà để tủ giày thì thường nó nằm sát ở bên ngoài cửa mà sao lại để tít ở bên trong ạ? À dạ không ạ, ý em là em để ở ngoài cửa nhưng mà cái hướng cung Thiên Lộc của em hiện tại là cái tủ giày đang để vào đấy, thì em muốn chuyển sang phía đối diện. Ừ, nhưng mà ở phía đối diện thì à dạ vâng ạ. Dạ. Chuyển đi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thế mua la bàn chuẩn ở đâu thầy? La bàn chuẩn, la bàn thì nó có nhiều loại, la bàn tiếng Việt, la bàn tiếng Trung, mà la bàn không có chữ. Là con chào thầy đi. À. Con nói con chào thầy. Cảm ơn người mà cảm ơn thầy. Những người học lớp này nhà nào con y tài, nhà nào có trẻ con tắt đi. Những người học lớp này thì không cần thiết phải mua những la bàn chuyên dụng, bởi vì chúng ta có thể dùng la bàn điện thoại hoặc là chúng ta ra hiệu sách chúng ta mua những cái la bàn nó vài trăm ngàn ấy, thì nó đơn giản. Còn những người mà học sâu á, thì bắt buộc phải mua la bàn chuyên dụng và em la bàn bằng tiếng Việt thì mới dùng được. Vâng. Đó. La bàn em thấy la bàn điện thoại mà cứ đang cứ đặt một vị trí nhưng mà nó cứ lúc vị trí này lúc vị trí khác thầy ạ, nó không chuẩn. Đúng rồi. Học sâu thì mới cần đến la bàn chuyên dụng, còn học bình thường này thì không cần đâu. Mua tốn tiền. Vâng. Ừ. Cảm ơn thầy. Thưa thầy, thầy cho em hỏi thầy một chút đấy ạ. Ừ.
Dạ thầy có thể nói kỹ hơn giúp em về cái thiên địa nhân được không ạ? Em muốn lựa cái ngày giờ tốt để em làm việc đó ấy, nhưng mà em chưa biết là em phải lựa ngày giờ tính thiên địa nhân như thế nào ấy ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Nhân là cái tuổi của mình mang ra để mà tính, địa là cái chỗ để mà đặt nó vào, còn thiên là cái ngày giờ để mà an vị vật phẩm. Thì thiên thì cái ngày giờ thì chúng ta dùng ngày quý nhân hoặc ngày thiên lộc. Thì trong cái ngày đó thì chúng ta chọn giờ đại an hoặc giờ tiểu cát mà làm. Nhá. Thì đây là một cách thôi, đây là một cách của cái lớp này thôi. Còn học đến đâu thì lại có những cái cách chọn ngày giờ khác của cái lớp đó nữa. Thế nó có nhiều cái cách giải. Dạ. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Ừ. Rồi, thế thì buổi hôm nay thì tôi không đi thêm kiến thức mới, mà tôi chỉ muốn củng cố lại kiến thức của 2-3 cái buổi hôm trước, và rõ ràng là cái buổi hôm nay sẽ dùng tất cả kiến thức của 3 buổi hôm trước cộng lại để chúng ta tăng cường thêm một cái đầu cắm nữa, đúng không? Chúng ta cắm vào cái sợi dây nhân. Nhân là chúng ta chọn người thiên lộc quý nhân để mà làm việc. Chúng ta cắm cái bóng đèn là sợi dây về địa, chính là kích tài lộc của ngày hôm nay. Chúng ta cắm vào cái sợi dây thiên, chính là chọn ngày tốt để mà giao dịch. Được chưa? Cắm, tôi đã cho các bạn là 2 cái ổ. Ổ thứ nhất là can của năm sinh, ổ thứ hai là can của ngày sinh. 2 cái ổ điện đó. Và tôi đưa cho các bạn 3 cái thiết bị để cắm. Một là thiên là ngày tốt, 2 địa là chỗ tốt, 3 là nhân là người tốt. Bây giờ các bạn chỉ việc cắm cái đó vào, nối kích hoạt nó lên, sau 1 tháng 2 tháng sẽ thấy cuộc đời nó khác ngay. Nha. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Ngày mai, mai chủ nhật nhỉ? Ngày mai chúng ta nghỉ, bởi vì tôi có lớp khác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ hai. Cảm ơn thầy. À, em cảm ơn thầy ạ. Xin chào. Dạ, thầy, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Chào thầy. Chào thầy. Em chào thầy. Chào thầy. Chào thầy ạ. Xin chào.